An ninh Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục tối ngày hôm nay, sau phần tin an ninh trật tự của công an Điện Biên trong tuần qua, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi mục Bản tin 114. Cuối chuyên mục là mục Vì nhân dân phục vụ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Sau đây mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 5, Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì chương trình gặp mặt chia tay cho gần 300 hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trong Công an nhân dân năm 2024. Sau hơn 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Công an nhân dân, gần 300 hạ sĩ quan, chiến sĩ đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện và nhiệm vụ được giao. Có lập trường tư tưởng kiên trung, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, góp phần xây dựng lực lượng toàn diện, vững mạnh, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lù Minh Phương ghi nhận biểu dương những thành tích và sự cống hiến của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quá trình công tác. Đồng thời mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, gương mẫu chấp hành quy định địa phương, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương nơi cư trú. Ngày 21 tháng 5, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức bàn giao và tiếp nhận vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cho Công an tỉnh để xử lý theo quy định. Dự và chủ trì buổi bàn giao và tiếp nhận có đồng chí Đại tá Vừa A Khua, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, đại diện các phòng nghiệp vụ của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Sau một năm thực hiện kế hoạch số 726 ngày 26 tháng 6 năm 2023 giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên về việc phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới. Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp và thu hồi được 168 khẩu súng các loại. Đại tá Vừa A Khua, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh khẳng định, kết quả này thể hiện công tác phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ, kịp thời giữa ba lực lượng biên phòng, công an, hải quan với các lực lượng chức năng của các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung Quốc để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động sản xuất, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ qua biên giới. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển, trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong khu vực biên giới, Đại tá Vừa A Khua, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh yêu cầu chỉ huy các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, chú trọng và nâng cao công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hoạt động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, tăng cường hoạt động của các đơn vị để người dân nhận thức đầy đủ về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng để có kế hoạch, biện pháp quản lý, đấu tranh phù hợp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, đồng thời là cơ hội để các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp trong việc ứng phó xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Đây là hai đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội thi và đã thu hút hàng trăm vận động viên là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh sôi nổi tranh tài. Đối với các hộ liên gia thì các đồng chí đã nâng cao được năng lực trình độ và sử dụng các cái phương tiện về công tác phòng cháy chữa cháy được hiệu quả hơn nữa và từ đó cũng là một trong những công tác để phát động phong trào và nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn thành phố và đây cũng là một trong những công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.
Hội thi có sự tham gia của 14 đội tuyển với hơn 120 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của các xã phường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Các đội tuyển tham gia thi đấu với hai phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết hỏi đáp về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành bao gồm các nội dung như tổ chức chữa cháy, kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa, kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hội thi năm nay được đánh giá hết sức nghiêm túc, có hiệu quả, thiết thực bởi tất cả thành viên của các hội thi đều được tham gia đầy đủ các nội dung. Đối với phần thi lý thuyết, ban tổ chức sẽ cho các đội bốc ngẫu nhiên câu hỏi và thống nhất phương án trả lời. Đồng thời, ban giám khảo cũng bốc thăm để chọn thành viên của từng đội trả lời câu hỏi mà đội đã bốc thăm được trước đó. Như vậy, tất cả các thành viên đều học và được rèn kỹ năng trả lời, ứng phó với tình huống cháy nổ hoặc cứu nạn cứu hộ. Với những phần hỏi đáp được các đội chuẩn bị chu đáo, các câu trả lời được trình bày đầy đủ, lưu loát và chính xác. Phần thi thực hành đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Với tình huống giả định là một hộ gia đình trong tổ liên gia xuất hiện đám cháy, có người bị mắc kẹt bên trong. Các vận động viên đã vận dụng đúng đủ các kỹ năng đã được tập huấn khi bấm chuông báo cháy để báo động, huy động lực lượng, sử dụng mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực để phá khóa cửa, dùng bình bọt dập tắt đám cháy, tìm kiếm đưa người bị nạn thoát khỏi đám cháy, di chuyển tối đa tài sản đến nơi an toàn. Các đội đã phối hợp thực hiện khá nhuần nhuyễn các kỹ năng, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình huống xảy ra hỏa hoạn trong thời gian ngắn nhất. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các đội thi đã hoàn thành tốt phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố cháy, khả năng sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Qua hội thi này thì sẽ trang bị cho chúng tôi những kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn để chúng tôi khi về cơ sở sẽ là những tuyên truyền viên đắc lực để vận động bà con thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Các kỹ năng chiến thuật đã được rèn luyện sẽ áp dụng vào thực tế và thành lập các tổ liên gia mô hình ngày được nhân rộng trong toàn bộ địa bàn thành phố. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội đạt thành tích và lựa chọn đội đạt giải cao nhất để tham gia hội thao cấp tỉnh. Trong đó, giải nhất được trao cho đội Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và đội xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên. Qua cái hội thi thì cho chúng ta thấy được bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, tham gia học tập, nghiên cứu các cái kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy và các cái kỹ năng của bà con, của mọi người trong cái khắc phục và chữa cháy rồi cứu nạn cứu hộ khi có tình huống sự cố cháy nổ xảy ra tại gia đình hoặc là tại tổ dân phố, khu dân cư. Khi có tình huống cháy nổ xảy ra trong thực tế, yếu tố thời gian là quan trọng nhất, nhanh chóng xử lý được sự cố thì sẽ giảm thiểu được thiệt hại về người và của. Hội thi là hoạt động thiết thực, góp phần bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản của các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động tổ liên gia đi vào thực chất, nền nếp, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Đây cũng là dịp để các đơn vị địa phương trên địa bàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở trong tình hình mới. Sáng ngày 17 tháng 5, Học viện Cảnh sát Nhân dân chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Tỉnh đoàn Điện Biên, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên tổ chức khánh thành trao tặng điểm trường mầm non bản Hùa Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Xã Na Ư là xã vùng cao của huyện Điện Biên. Những năm gần đây, mặc dù đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm chính sách đầu tư xây dựng, đời sống nhân dân được cải thiện, tuy nhiên hạ tầng cơ sở vẫn còn hạn chế, thiếu thốn. Nằm trong chuỗi các hoạt động về nguồn hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã phối hợp với các đơn vị để khảo sát, lựa chọn và xây tặng điểm trường mầm non bản Hùa Thanh, xã Na Ư.
Cái điểm trường ánh sáng núi rừng này cũng xác định là vừa là cái hoạt động có ý nghĩa để cho các cháu trong các cái bản của Điện Biên có cái điều kiện học hành tốt. Hai nữa là nó thể hiện một cái sự quan tâm của Đảng, của nhà nước, đặc biệt là của các đơn vị chức năng trong cái ngành giáo dục đối với cái sự nghiệp hoạt động giáo dục của tỉnh Điện Biên. Điểm trường mầm non Hứa Thanh được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2024, gồm 3 phòng học, nhà vệ sinh với diện tích gần 100 m², tổng giá trị xây dựng trên 500 triệu đồng. Kinh phí do Học viện Cảnh sát Nhân dân, dự án nuôi em của Công an tỉnh Điện Biên, Tỉnh đoàn Điện Biên kết nối và tài trợ. Sau hơn 2 tháng thi công, điểm trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của cô, trò, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Có thêm 3 phòng học mới khang trang, điểm trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học của hơn 50 giáo viên và học sinh. Bản thân tôi là các bạn học sinh và các bạn đang kể cả sân học ở đây thì rất là phấn khởi. Tôi thay mặt cho nhà trường và tập thể giáo viên cùng các em học sinh xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và các mạnh thường quân và các nhà tài trợ. Nhân dịp này, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trao tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh điểm trường, tặng 3,5 tấn thảm trị giá 100 triệu đồng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, trao tặng 2 bộ máy tính cho Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Na Ư. Tỉnh đoàn Điện Biên trao tặng cô và trò điểm trường mầm non Hứa Thanh 10 tấm bản đồ Việt Nam, khăn quàng đỏ, công trình vườn rau cho em. Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mới đây Cụm thi đua số 4 Bộ Công an gồm các đơn vị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hành quân đến Điện Biên, dành tặng nhiều phần quà, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy đến đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024. Đây là buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy tại xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. Theo thông báo, đúng 14 giờ hội nghị mới chính thức bắt đầu. Xong trước đó 30 phút, hàng trăm người dân khắp các bản trên địa bàn đã tạm gác công việc nương rẫy, có mặt đông đủ tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Pá Khoang. Với bà Quảng Thị Tom, dù đã được nghe cán bộ tuyên truyền, được xem TV, báo đài nói nhiều tác hại mà ma túy gây ra, nhưng hôm nay nghe có đoàn cán bộ của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên về tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng chống ma túy, bà đã nhờ con cháu đưa đến đây từ rất sớm. Nhờ những phóng sự, thước phim sinh động, bài giảng ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu về hậu quả tác hại của ma túy, cách nhận diện các loại ma túy thường gặp, những phương thức thủ đoạn của tội phạm về ma túy, bà Quảng Thị Tom và người dân đã tích lũy thêm kiến thức cho bản thân, từ đó có cái nhìn đầy đủ hơn để cung cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng tham gia phòng chống ma túy một cách hiệu quả nhất. Giờ thì bà thấy, cảm thấy cán bộ, nghe cán bộ nói giờ bà cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà con cháu thì bà rất là bảo đảm con cháu không cho nghiện ngập cái gì đâu. Để tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, tức là phổ biến cho quần chúng nhân dân hiểu biết được những tác hại của chất ma túy ấy, thì không được trồng được cái chất ma túy. Hai nữa là phổ biến cho quần chúng nhân dân và nhất là thiếu niên học sinh ấy không được, tức là dùng cái chất ma túy để đảm bảo sức khỏe cho gia đình bản thân. Đối với bà con vùng cao thì nhận thức của bà con là còn nhiều hạn chế. Với cái buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy đã nâng cao cho nhận thức cho bà con về cái các phòng chống cũng như là phối hợp với các lực lượng để làm sao làm tốt cái công tác phòng chống ma túy trên địa bàn của xã Pá Khoang nói riêng cũng như là trên địa bàn của thành phố nói chung. Không chỉ tại xã Pá Khoang, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức tuyên truyền cho hàng nghìn người dân thuộc các xã Ngối Cái, Mường Đăng, huyện Mường Ảng, Quài Cang, Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Thanh An, Nong Hẹt, huyện Điện Biên, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã nhận thức được tác hại của ma túy, xem đây là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia và của cả thế giới. Bởi hậu quả do tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra hết sức nặng nề, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Không những vậy,
Đây còn là nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, giết người, lừa đảo, mại dâm. Cái buổi tập huấn tuyên truyền hôm nay tôi cảm thấy là nhân dân ấy, là đông đảo là và nhận diện được. Thứ nhất là con cái của mình mắc ma túy thì mình có thể là mình chưa biết hoặc là không biết. Thế nhưng mà thông qua cái buổi tập huấn này thì có thể là một phần nào có thể là phát hiện được con cháu của mình có thể sắp mắc ma túy hoặc đã mắc ma túy. Buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về ma túy, đây là một cái hoạt động rất có hiệu quả và nó mang cái ý nghĩa rất là lớn đối với công tác phòng chống tội phạm về ma túy, giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân nhận thức sâu sắc và cũng đồng thời là chia sẻ tuyên truyền cho các hộ dân và nhân dân trên địa bàn phường Mường Thanh về cái công tác phòng ngừa tội phạm về ma túy cũng như là cái tác hại của ma túy trong cộng đồng. Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng những năm gần đây đã và đang phải đối mặt với hiểm họa ma túy diễn ra ngày càng phức tạp. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy dù đã được kiềm chế, song vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Điển hình như ngày 12 tháng 5 mới đây, tại khu vực Na Pheo, xã Na Sang, huyện Mường Trà, tổ công tác do Công an huyện Điện Biên Đông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Mường Trà, Công an huyện Mường Nhé và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Páo, sinh năm 1990 và Sùng A Minh, sinh năm 1989, cùng chú tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 5 bánh heroin, 1 xe máy. Trước đó vào ngày 11 tháng 5, tại xã Trường Đông, huyện Tuần Giáo, Công an huyện Tuần Giáo chủ trì phối hợp với tổ công tác thực hiện kế hoạch 1266 bắt hai đối tượng là Lò Văn Lập, sinh năm 1968 và Lò Văn Hiệp, sinh năm 1976, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Trường Đông, huyện Tuần Giáo. Tang vật thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp, hai gói bọc ni lông nghi là heroin. Mở rộng điều tra, Công an huyện Tuần Giáo bắt đối tượng Vàng Ali, sinh năm 1973, trú tại bản Hua Chăn, xã Trường Đông, thu giữ thêm hai gói ni lông nghi heroin. Thì với tình hình hiện nay, tội phạm về ma túy rất là phức tạp. Tội phạm về ma túy hiện nay đang lợi dụng tất cả các cái khoa học công nghệ cũng như là cái đặc thù về các cái tuyến giao thông và đặc thù về tuyến biên giới đường bộ, nhất là các cái biên giới đường bộ với giáp biên với chúng ta, nhất là tỉnh Điện Biên có đường biên giới chung với hai nước, nên là chúng tôi cũng xác định đây là một địa bàn rất là có nguy cơ cao về ma túy. Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kêu gọi người dân hãy sống có lý tưởng, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, có nếp sống văn minh, lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường không ma túy, có kiến thức về phòng chống ma túy và các kỹ năng sống cần thiết, tuyên truyền cho mọi người về tác hại của ma túy, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy thông qua hòm thư, các số điện thoại nóng. Cùng với đó, tuyệt đối không thử, không tổ chức sử dụng ma túy dưới mọi hình thức, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, trồng cây có chất chứa ma túy như thuốc phiện, cần sa, cocaine, v.v. Không làm ngơ trước các biểu hiện của ma túy trong trường học và cộng đồng, không bỏ rơi, kỳ thị người mắc nghiện ma túy. Qua đó góp phần cùng chính quyền và các cơ quan chức năng ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Nhân dịp này, Cụm thi đua số 4 Bộ Công an đã tặng 20 phần quà, mỗi suất 2.300.000 đồng đến các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn phường Mường Thanh và xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tặng 80 suất quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên, chuyên mục được phát sóng 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục mời quý vị và các đồng chí cùng gửi về hòm thư email bản tin andb@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân hết lòng vì nhân dân.